Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Đội hình những cầu thủ ăn thẻ đỏ nhiều nhất. Những tấm thẻ đỏ đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu, nên các cầu thủ sẽ phải cẩn trọng trong từng pha bóng trên sân. Tuy nhiên, có những cầu thủ, bao gồm cả những huyền thoại trong làng bóng đá, thì việc bị đuổi khỏi sân với họ trở thành cơm bữa. 11 con người dưới đây đang là những người nhận số thẻ đỏ cao nhất trên thế giới, xét theo từng vị trí thi đấu. Tổng số thẻ đỏ của 11 người này lên tới 168 thẻ. Cùng chúng mình tìm hiểu nhé! Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé! Thẻ đỏ là mức kỷ luật cao nhất dành cho các cầu thủ và họ sẽ không được phép tiếp tục tham dự trận đấu. Nói vui thì họ được quyền đi tắm sớm hơn các đồng đội. Dĩ nhiên, đây là điều mà các cầu thủ hay các câu lạc bộ đều không muốn xảy ra. Tuy nhiên, có những cầu thủ, bao gồm cả những huyền thoại trong làng bóng đá, thì việc bị đuổi khỏi sân với họ đã trở thành cơm bữa. Hẳn mọi người đều quen thuộc với những đội hình tiêu biểu được đề xuất qua các năm, các mùa giải. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một đội hình tiêu biểu, nhưng ở một khía cạnh khác. 11 con người dưới đây là những cầu thủ nhận số thẻ đỏ cao nhất trên thế giới, xét theo từng vị trí thi đấu với tổng thành tích lên đến 168 chiếc thẻ tính đến thời điểm hiện tại. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng đội hình nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Nhân vật đầu tiên trong đội hình này là cựu cầu thủ Jens Lehmann. Dù là thủ môn nhưng Jens Lehmann đã phải nhận tới 7 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Đây là một thủ môn xuất sắc và từng có mặt trong đội hình ở 3 kỳ World Cup. Thế nhưng ngoài khả năng chuyên môn ấn tượng, anh còn là một người nóng tính với nhiều chiêu trò. Chắc hẳn những người hâm mộ không thể quên được hình ảnh thủ môn người Đức đã đẩy ngã Drogba trên sân vào năm 2006. Cũng trong năm ấy, Jens Lehmann đã nhận thẻ đỏ trong trận chung kết Champions League với Barcelona. Hỗ trợ cho cựu thủ thành người Đức sẽ là bộ tứ hậu vệ vô cùng hổ báo. Bên cánh phải là cặp đôi Bebe và Ramos với lần lượt 12 và 26 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Việc Bebe góp mặt trong danh sách này không phải là điều bất ngờ. Nhắc đến Bebe, tất cả đều liên tưởng đến một trung vệ có lối chơi chém đinh chặt sắt cùng những hành vi bạo lực đến rợn tóc gáy. Không dừng lại ở đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn làm được nhiều hơn khi khả năng diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh cao. Bạn không bao giờ biết Bebe sẽ làm gì khi đối mặt với tiền đạo đối phương, đánh anh ta hay là lăn ra ăn vạ. Hoặc như tại World Cup 2018, cầu thủ này từng làm cả hai. Sau khi đốn hạ Mehdi Benatia, Bebe lăn ra đau đớn khi đối thủ va chạm nhẹ vào lưng. Với hàng tá chiêu trò bẩn thỉu khi thi đấu, anh thường xuyên phải nhận những rắc rối từ trọng tài. Anh từng nhận án treo giò tới 10 trận vì pha dẫm đạp không thương tiếc với Casquero. Tuy nhiên, nếu tính thủ đoạn hay tiểu xảo, anh phải gọi đồng nghiệp của mình là sư phụ. Sergio Ramos là một trong những hậu vệ xuất sắc của Real với khả năng lên công về thủ rất ấn tượng. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1986 này cũng khét tiếng với việc không ngại dùng tiểu xảo để triệt hạ nhằm trả đũa hay ngăn cản đối thủ ghi bàn. Chính tư duy chơi bóng và phong cách thi đấu tiêu cực này đã khiến Ramos phải nhận nhiều thẻ đỏ trong sự nghiệp đầy thăng trầm của mình. Nếu có cầu thủ nào đủ khả năng trở thành kẻ thù của cả một quốc gia, chắc hẳn Ramos là một trong số đó. Với pha chơi xấu Mohamed Salah ở trận chung kết Champions League bằng cách triệt hạ ngôi sao sáng nhất của đối thủ, Real Madrid đã gặp rất nhiều thuận lợi để lên ngôi vô địch. Cái giá phải trả sau hành động này đó là Ramos không bao giờ nên đặt chân tới Ai Cập. Đối với việc Ramos dính quá nhiều thẻ đỏ trong sự nghiệp,
Một câu hỏi được đặt ra là liệu hậu vệ người Tây Ban Nha có cán mốc 30 thẻ đỏ trước khi anh giải nghệ hay không, khi mà con số thẻ đỏ như chưa có dấu hiệu dừng lại. Ramos có lẽ sẽ là ông trùm thẻ đỏ của lịch sử bóng đá thế giới. Cặp đôi còn lại của hàng thủ sẽ là Patrick Evra và Marco Materazzi. Hậu vệ trái Patrick Evra dính phải 12 thẻ đỏ. Thẻ đỏ cuối cùng của Evra là vào năm 2017. Cựu hậu vệ này đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ tổ trọng tài ngay khi trận đấu chưa bắt đầu vì đã tung cước đá vào người một cổ động viên tại trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng Europa League giữa Victoria và Marseille. Nếu như Evra có 12 lần phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, thì trung vệ Marco Materazzi có tới 15 lần. Materazzi cũng là một hậu vệ thép, chưa bao giờ biết ngại va chạm là gì. Nếu muốn tìm ra một cái tên có thể ngăn chặn Zinedine Zidane, câu trả lời chỉ có một, đó là Marco Materazzi. Vì nếu không cản được những pha chuyền bóng hay rê dắt của nhạc trưởng đội tuyển Pháp, Materazzi sẽ cho Zidane đi tắm sớm bằng thủ đoạn vô biên của mình. Trong trận chung kết World Cup 2006, hậu vệ này liên tục khiêu khích và khiến một cầu thủ điềm đạm như Zidane cũng phải nổi khùng. Góp mặt nơi tuyến giữa là bộ đôi huyền thoại AS Roma là Francesco Totti và Daniele De Rossi với tổng cộng 31 thẻ đỏ. Totti là con người tài hoa nhưng nhược điểm chính là không kiềm chế được cái đầu nóng. Trong đó, những án phạt của hoàng tử thành Roma đa phần tới từ những pha phạm lỗi thô bạo trên mức cần thiết. Chẳng hạn như Totti từng thẳng chân sút vào người Balotelli, tiền đạo cũng xuất hiện trong đội hình này. Trong khi đó, chơi thấp hơn Totti một chút là De Rossi, một tiền vệ đa năng bởi khả năng phòng ngự, chuyền bóng và sút bóng rất tốt. Tuy nhiên, De Rossi cũng nổi tiếng là cầu thủ máu lửa và hiếu chiến không kém. Rossi từng có khi thản nhiên tát vào mặt tiền đạo Gianluca Lapadula của Genoa trong tình huống không bóng. Kết quả của hành vi ngu xuẩn này là Rossi bị đuổi khỏi sân và Roma phải nhận bàn thua từ quả penalty. Thậm chí bắp chân của cầu thủ này còn có hình xăm với hàm ý kêu gọi đối thủ cẩn thận với những cú xoạc bóng của anh. Hai người còn lại nơi hàng tiền vệ là Zinedine Zidane và Edgar Davids. Với Zidane, ngoài một đôi chân mê hoặc với kỹ thuật thượng thừa, thì thẻ đỏ cũng là một phần đáng kể trong sự nghiệp của huyền thoại người Pháp. Chiếc thẻ đỏ đã đi vào lịch sử của Zidane chính là ở trận chung kết World Cup 2006 sau khi húp đầu vào Materazzi của tuyển Ý. Thế nhưng, con số 14 lần phải rời sân sớm của tuyển thủ Pháp vẫn chưa là gì so với 25 lần của Edgar Davids. Davids nổi tiếng với biệt danh là Pitbull nên sẽ không bất ngờ khi huyền thoại người Hà Lan góp mặt trong đội hình hôm nay. Cựu danh thủ này thậm chí còn có 3 lần bị đuổi khỏi sân chỉ trong 8 lần làm huấn luyện viên trưởng của Barnet. Bộ đôi tiền đạo sẽ là Zlatan Ibrahimovic và Mario Balotelli. Đây đều là những sát thủ vô cùng nguy hiểm trước vòng cấm, đồng thời cũng sở hữu những cái đầu nóng và luôn chực chờ nguy cơ ăn thẻ. Balotelli và Ibra có khá nhiều điểm chung khi từng là đồng đội tại Inter Milan, đều có người đại diện là Mino Raiola và cùng từng nhận 13 thẻ đỏ trong sự nghiệp. Balotelli vốn có tiếng là ngựa chứng của bóng đá thế giới nên 13 thẻ đỏ trong sự nghiệp có lẽ vẫn là còn ít. Năm 2012, Balotelli từng một lần lĩnh thẻ đỏ khi cố tình dẫm vào đầu Scott Parker một cách thô bạo. Trong khi đó, Zlatan Ibrahimovic với thể hình cao to, với lối chơi không kém phần tiểu xảo hay ngại va chạm nên anh chưa ngán bất kỳ đối thủ nào trong sự nghiệp. Tiền đạo người Thụy Điển nếu như nóng mắt với đối thủ, anh sẵn sàng cho họ cái bạt tai ngay trên sân. Điều đó khiến cho anh phải đi tắm sớm. Đơn cử là lần gần nhất vào năm 2018, anh đã tát thẳng vào đầu đối thủ khi đang chơi cho LA Galaxy ở trận cầu đụng độ Montreal Impact. Vừa rồi là đội hình đề cử cho những cầu thủ dính thẻ đỏ nhiều nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. Bạn cảm thấy thế nào về đội hình này? Hay còn đề xuất nào cần thay đổi cho các vị trí? Vui lòng chia sẻ ý kiến của mình qua một bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!